Xin chào tất cả các bạn. Mình sẽ quay trở lại với phần chữa đề B1 quốc tế. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tả tranh trong cái phần thi part 2 tả tranh B1 test. Ở trên màn hình các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó là một cái bức tranh một người bố và hai bạn nhỏ, đúng không ạ? Đang đi picnic. Thế thì nhìn vào bức tranh này thì chúng ta sẽ tả như thế nào? Đó. Thì đầu tiên á là các bạn sẽ chúng ta sẽ cùng xem là cái bức tranh này về cái cách tả tranh nói chung, để mà khi các bạn tả một bức tranh ấy thì cái cách tả cơ bản nhất là cách tả tranh một là các bạn phải khái quát bức tranh. Đã. Khái quát cái bức tranh này như thế nào? Ví dụ khi nhìn vào bức tranh này thì tôi thấy cái gì? Đó. Đấy, bước 1 là khái quát, bước 2 đó là tả chi tiết. Đấy, mình sẽ đi cái phần khái quát trước. Đấy, khái quát bức tranh thì các bạn sẽ sử dụng một câu để các bạn có thể khái quát cái bức tranh này như thế nào. Ví dụ, looking at the picture or looking at the photo, I can see. Okay. Nhìn vào bức tranh này thì tôi thấy cái gì? Được chưa? Nhìn vào bức tranh này thì tôi thấy ở đây đó là gì ạ? Thấy một người bố và hai gì ạ? Hai người con, đúng không? Thì các bạn có thể khái quát là I can see three people, được các bạn. Chưa? Tôi nhìn thấy ba người, đúng không? Đang đi picnic thì các bạn nói là having a picnic. In a park. Đó. Thì đây là câu khái quát bức tranh. Thấy chưa? Sau khi các bạn khái quát bức tranh rồi thì các bạn thấy là gì ạ? Câu đầu tiên bao giờ cũng là khái quát tổng quát, xem là các bạn nhìn thấy cái gì. Thấy chưa? Nhìn thấy cái gì, nhìn thấy ai này, cái gì ở đâu. Nó rất là khái quát tổng quát và họ làm được cái hoạt động đó, các bạn mới chỉ đặt trong một câu thôi. Nếu mà khi các bạn tả tranh ấy mà các bạn lại sử dụng luôn một cách chi tiết là nhìn được bức tranh tôi thấy một người đàn ông đang ăn dưa hấu ấy, thì lúc này á cái câu chuyện đó là các bạn đã đi quá là chi tiết. Thế thì cái yêu cầu của cái phần tả tranh này lúc đầu tiên ấy, người ta sẽ nói là gì ạ? Các bạn sẽ tập trung vào làm gì ạ? Tả tổng quan, tổng quát cái bức tranh, chưa? Khái quát tổng quát cái bức tranh này, các bạn nhìn thấy cái gì, thấy chưa? Và cụ thể là bao nhiêu người. Nếu mình lấy giả dụ như rất là nhiều người thì sẽ nói là gì ạ? I can see a lot of people, được chưa? Làm cái hoạt động gì thì các bạn thấy là mình đặt cái gì ạ? Động từ verb in ở đây và cộng với nơi trốn ở cái địa điểm nào, được chưa? Đó. Thế thì khi các bạn sẽ thấy là gì, đến bao nhiêu người này, làm hoạt động gì này, ở đâu này, đây là cách khái quát cơ bản nhất, được chưa? Nói chung là tranh nào thì mình cũng thể khái quát được cái dạng cơ bản này thôi. Nó quá là khó. Trong trường hợp mà các bạn không biết là cái hoạt động khái quát của nó là cái gì thì các bạn có thể nói một cái hoạt động mà các bạn nhìn thấy có thể rõ nhất. Ví dụ như là nhìn thấy ba người ăn dưa hấu chẳng hạn. Đấy. Hoặc là ba người chơi cùng nhau chẳng hạn. Đó. Đây là cái cách chúng ta tả. Thế còn tả chi tiết thì tả thế nào? Để mà tả chi tiết của cái bức tranh ấy, thì các bạn sẽ biết là gì ạ? Để tả chi tiết cái bức tranh này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta phải xác định vị trí. Dạ. Vị trí của người trong cái bức tranh, cái nhân vật ở trong cái bức tranh này. Cái vị trí ở đây mình muốn nói là ví dụ như là trong cái bức tranh này có thấy là gì ạ? Có người bố đây và hai con, một con trai một con gái, đúng không ạ? Người bố người ta bên trái bức tranh này, con trai ở giữa, con gái bên phải này. Thế thì khi tả chi tiết có phải là trong bức tranh có bao nhiêu người, ta tả chi tiết hết tất cả mọi người trong bức tranh hay không? Thì câu trả lời là không phải, các bạn phải tả hết từ lần lượt từng người bố như thế nào đâu, mà chúng ta sẽ chọn ra những cái người mà có cái đặc điểm nổi bật, rất là nổi bật để chúng ta tả. Bởi vì nguyên tắc để tả tranh ấy thì các bạn biết là gì ạ? Nguyên tắc để tả một bức tranh đó là các bạn sẽ thấy là người ta chỉ cho các bạn 4 phút thôi, đúng không ạ? 1 phút để tả cái bức tranh đó. Nếu mà 1 phút mà các bạn lại tả chi tiết từ người một hết một vòng rồi ấy, thì cái 1 phút đó nó rất trôi rất là nhanh, các bạn chưa có kịp tả được vật hoặc tả những đồ xung quanh ấy. Các bạn chưa thể liệt kê được cái gì cả, nó đã hết giờ mất rồi. Thế thì
Trong trường hợp các bạn tả tranh ấy, thì mình khuyên các bạn là chúng ta sẽ xác định được vị trí rồi. Sau ta làm gì ạ? Ta chọn cái vị trí đó, ví dụ như là bên trái bức tranh này, chúng ta nhìn thấy ai ạ? Nhìn thấy người bố đúng không? Thì cái vị trí của nó phải là gì ạ? On the left of the picture. Đó. Bên trái của bức tranh. Chuyện. Đó. Thì bây giờ đây là vị trí chi tiết này. Bên trái bức tranh này có một người đàn ông. Vâng, thì mình có thể nói là gì ạ? I can see hoặc là there is a man đúng không? There is a man. Who is? Các bạn sẽ nói luôn tuổi ạ. Khi tả người chi tiết thì chúng ta sẽ lưu ý đấy. Khi sẽ chọn vị trí xong rồi, đúng không? Vị trí này, người này, chọn người nổi bật này. Đó, người nổi bật ở cái vị trí nào này. Sau đó là các bạn tả chi tiết người này thì gồm có cái gì ạ? Có tuổi này, ngoại hình này. Đó, quần áo này, hoạt động này, cậu cảm xúc. Có trường hợp thì có cảm xúc, có trường hợp thì không, nhưng chúng ta sẽ đưa một vài cái ý kiến quan điểm của các bạn vào trận. Đó, một vài cái ý kiến quan điểm của bạn khi các bạn tả người ở trong cái trường hợp mà người ta có cảm xúc ở trong đó. Thế thì với cái bức tranh này thì các bạn thấy là gì? Bên trái cái bức tranh thì có một người đàn ông này. Chứ, cái người này khoảng bao nhiêu? Mình lấy ví dụ khoảng 40 tuổi chẳng hạn. Who is about 40 years old? Đúng không ạ? Đó, bên trái bức tranh thì có một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Thấy chưa? Ông ta đang mặc cái gì, làm cái gì này? Chứ, ông ta đang mặc cái gì ạ? He is wearing. Cái từ này đọc là wearing các bạn nhé, không phải đọc là wearing hay là wearing gì đâu, một số bạn đọc như vậy, wearing gì đó. Thì cái từ này là he is wearing, anh ta đang mặc cái gì. Ở đây chúng ta thấy là cái quần áo chúng ta tả được càng chi tiết, tức là các bạn đưa được nhiều tính từ vào thì điểm các bạn nó càng tốt. Bản chất cái bài này là test cái khả năng từ vựng các bạn thôi. Vì trong trường hợp này là anh ta đang mặc một cái áo sơ mi kẻ caro đúng không ạ? Kẻ caro thì mình sẽ nói là gì ạ? He is wearing a jacket. Đó, cái caro này, áo sơ mi thì mình sẽ dùng từ shirt. Đó. He is wearing a checked shirt. Nếu các bạn muốn cho màu vào thì các bạn có thể cho là blue chẳng hạn. Đó. He is wearing a blue checked shirt. And, ok. Anh ta còn đeo một cái đồng hồ nữa, vì gì đeo một cái đồng hồ. And a watch. Lưu ý là cái bài này thì các bạn liệt kê được càng nhiều từ vựng thì càng tốt. Đó là cái điểm mà các bạn sẽ được cộng rất là nhiều vì chúng ta đã có cái từ vựng ạ. Khi đưa được từ vựng vào thì cái điểm của bạn sẽ tốt. Đó. Đó, các bạn thấy không ạ? Tuổi này, ngoại hình. Ngoại hình thì thực ra là ngoại hình có thể là đầu tóc, đúng không ạ? Ví dụ ở cái đoạn tả tuổi này các bạn có thể nói thêm một chút về đầu tóc của anh ta như thế nào. Ví dụ, he has short brown hair hay là short gray hair chẳng hạn. Đó, short brown hair. Đây, ví dụ này, mình cho thêm tóc tai vào. He has short brown hair. Hoặc là các bạn nói là he's handsome with his short brown hair cũng được. He's handsome with his. Anh ta trông khá là đẹp trai với cái mái tóc màu gì ạ? Màu nâu ngắn. Đó, ông ai xong rồi mình nói tiếp là gì ạ? Anh ta đang mặc cái gì ạ? Một cái áo sơ mi kẻ caro màu xanh và đeo một chiếc đồng hồ nữa ạ. Cái từ wearing ngoài việc là nó là mặc, nó còn nghĩa là đeo nữa chưa ạ? Đó, bây giờ nói đến hoạt động này, các bạn thấy không ạ? Vì đi từng bước một ấy, chúng ta nhìn này, người ta có tuổi này, ngoại hình này, xong đến gì ạ? Quần áo đấy, bây giờ đến hoạt động. Đó, hoạt động và cảm xúc. Khi chúng ta người ta đã chọn được một nhân vật chính, đây là người đàn ông này, chúng ta tả người đàn ông này khá là chi tiết và rất là nhanh. Sau đó thì mình sẽ nói cái mối quan hệ giữa cái người đàn ông này và hai cái đứa trẻ ở bên cạnh luôn lập tức. Đó, he is lying on the grass. Hoặc là các bạn nói like on the picnic blanket. And eating watermelon. Ok. Anh ta đang làm gì ạ? Đang nằm ở trên cái tấm thảm picnic và đang ăn gì? Ăn dưa, dưa hấu, đúng không ạ? Sau rồi mình sẽ nói là gì ạ? Next to him. Bây giờ mình sẽ nói đến ai ạ? Nói đến hai người con của anh ta.
chúng ta tả dứt khoát nhé, tả người nào xong xuôi người đấy rồi chúng ta sẽ chuyển sang người khác. Các bạn đừng cứ đang tả người này xuống rồi tả người kia, tả người này tả người kia, nó rất là lộn xộn đó. Next to him, they are next to him, đúng không? There's hoặc là I can see luôn, I can see his son and his daughter. Yeah. Bên cạnh anh ta thì tôi nhìn thấy ai ạ? Thấy con trai và con gái của anh ta. Yeah. Họ cũng đang làm gì ạ? They are sitting and hoặc they are gì? Lying on hoặc là các bạn nói là gì? Nằm trên tấm thảm giống anh ta hoặc là đang ăn dưa hấu luôn cũng được. Yeah. They are eating watermelon together. Rồi bây giờ chúng ta thấy là người thì mình chỉ cần gì ạ? Chọn một nhân vật, mình lấy ví dụ đây có 3 người nhưng mình chỉ tả người đầu tóc quần áo của cái người bố thôi vì thời gian chúng ta có hạn 1 phút thôi ạ. Nên là hai người con thì mình sẽ nói khái quát thôi là chúng nó đang ăn dưa hấu hoặc là chúng nó đang nằm ở trên tấm thảm này. Ví dụ they are lying on chẳng hạn. The blanket, đúng không? Cái tấm thảm picnic gọi là blanket, picnic blanket. And eating watermelon together. Chưa? Thế xong sao? Bây giờ đến vật. Tại tả xong người rồi nhé. Chúng ta chỉ muốn là người xong rồi vật, đúng không? Vật thì mình sẽ nói là gì? Ở đây mình sẽ nói là between them. Between them là ai? Ở giữa chúng. Đó, mình nhìn thấy cái gì ạ? There is a white, a cute white dog. Chưa? Tức là gì? Ở bên cạnh cái hai cái đứa trẻ này có một cái con chó màu trắng rất là đáng yêu, đúng không? Which is eating watermelon too. Cái con mà cũng ăn gì ạ? Mình cho mệnh đề quan hệ vào con theo ạ. Cái con mà cũng đang ăn cái gì? Cũng đang dừa hấu mà thấy không ạ? Chúng tôi xanh dễ gì nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nói là gì ạ? Đằng xa, đằng sau kia mình nhìn thấy cái gì? Đúng không? In the background, vị trí đấy các bạn ạ. Background. Sau khi mình tả người này, vị trí của người mình đã chọn được là vị trí của cái ông người bố này bên trái bức tranh này thì mình đã tả khá là chi tiết rồi. Sau đó bây giờ mình sẽ nói đến gì ạ? Đằng sau bức tranh, in the background, I can see a grass field. I can see a lot of grass. Nhìn thấy rất nhiều cỏ này. Và gì ạ? Nhìn thấy rất là nhiều cỏ và rất là nhiều cây. And a lot of trees. Đó. Ở đây các bạn nhìn thấy chưa? Cái bức tranh này là gì? Có rất là nhiều cỏ này và rất là nhiều cây ở đây. Cây xanh này. Các bạn sẽ nói tiếp là gì? Which are very tall. Hoặc là which are very green. Dạ, đưa một số chi tiết vào. Đó. Đây là cái câu chúng ta đã xác định được là gì, vị trí của nó, đúng không? In the background. Thế còn ở đâu ạ? Ví dụ các bạn sẽ nói là gì? Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra các câu phỏng đoán về thời tiết. Vì lấy ví dụ như là chúng ta đoán ngày hôm nay là một ngày như thế nào thì mình sẽ nói là gì? I guess. Đưa câu phỏng đoán. I guess it is a beautiful day because I can see the yellow sun, sunlight. Đó. Nhìn thấy đá màu vàng. Chưa? Chưa đưa câu phỏng đoán. Đó. Đó. Thì cái một bức tranh các bạn sẽ tả như thế đây. Chưa? Chúng ta sẽ tả xác định là gì ạ? Mình sẽ nhắc lại này. Đầu tiên là khái quát cái bức tranh. Sau đó thì gì ạ? Khái quát tổng quan. Sau đó các bạn sẽ chọn vị trí để tả. Ở đây chúng ta sẽ thấy là vị trí bên trái cái bức tranh này là người đàn ông. Đúng chưa? Người đàn ông này các bạn phải tả chi tiết xem ông ấy có đầu tóc quần áo ngoại hình ông ra làm sao,
Sau đó là gì ạ? Cái mối liên hệ giữa cái người xung quanh ông ấy và những cái đồ xung quanh của ông ấy, cộng với đưa ra các câu phỏng đoán. Ở đây thì có thể không cần phỏng đoán cảm xúc vì là không có rõ về cảm xúc. Thế nhưng mà nếu mà các bạn có thể phỏng đoán được thì các bạn thấy là đây, ví dụ tôi đoán hôm nay là một ngày đẹp trời đúng không? Nó là một ngày đẹp trời đấy. Thì đây cũng là một dạng câu phỏng đoán đấy. Và trong cái phần tẩy chay thì người ta khuyến khích các bạn đưa rất nhiều các câu phỏng đoán vào là được. Thì tôi nghĩ như thế này, tôi nghĩ như thế kia, rồi đoán như thế này. Chưa? Đó. À, bởi vì tả trách là các bạn đang đưa ra các cái nhận định bản thân các bạn chứ nó không phải là chắc chắn 100%. Vì vậy đừng dùng những từ tuyệt đối mà hãy dùng những cái từ như có lẽ là tôi nghĩ rằng, tôi đoán là. Chưa? Rồi đây là bức tranh thứ nhất, bức tranh thứ hai này. Bức tranh thứ hai thì các bạn thấy là gì ạ? Đây là một cái lớp học. Đó. Một cái lớp học thì chúng ta sẽ thấy là cái cách tả trai thì cũng tương tự thôi. Đây. Mình sẽ sử dụng luôn cái trai cái này luôn ạ. Cho các bạn dễ đi. Nào. Đầu tiên là khái quát cái bức tranh. Sau đó là các bạn tả chi tiết. Vậy khái quát bức tranh như thế nào? Ở đây ạ, nhìn vào bức tranh thì tôi thấy cái gì? Thì các bạn nói ra thôi. Looking at the picture, I can see a class, à, hoặc là an art class, hoặc là an art class cũng được, hoặc là các bạn sẽ nói là gì ạ? Thì ở bức tranh này thì tôi thấy cái gì? Tôi thấy một giáo viên và rất là nhiều gì học sinh đang tham gia một lớp học nghệ thuật. À, thì nó có hai cách các bạn khái quát, hoặc đây là gì, đến một cái lớp học đây, thì lấy một cái cách khái quát khác các bạn dễ nhìn này. A classroom where there is a teacher and five students. Okay. Yeah. Having art lesson. Having an art lesson. Đấy, cái câu khái quát nó sẽ như thế này. Đây là cách khái quát thứ hai này. Vừa nãy mình đã hướng dẫn các bạn cách khái quát thứ nhất rồi đúng không? Cách khái quát thứ nhất chúng ta sẽ khái quát về người, nhìn thấy mấy người đang làm cái gì. Đây là khái quát thứ hai về địa điểm thôi. Ở đây là các bạn sẽ thấy là gì ạ? Nhìn thấy một cái lớp học, cái nơi mà có một giáo viên và gì ạ? Năm bạn học sinh. Having ở đây là mình đang sử dụng gì ạ? Về để quan hệ, giảm về để quan hệ thôi. Đang có một tiết học nghệ thuật, nghệ thuật cụ thể là học vẽ đấy. Chưa? Bắt đầu tả chi tiết. Tả chi tiết thì như mình cũng nói là các bạn sẽ chọn nhân vật đúng không ạ? Trong cái bức tranh này thì các bạn sẽ chọn lấy một cái nhân vật mà các bạn thấy là mình có thể là mình sẽ tả được chi tiết cái người này, thì các bạn sẽ đưa ra một cái nhân vật. Đây. Cái nhân vật đây là gì ạ? Mình lấy ví dụ như là cái nhân vật đây là cái cô giáo này chẳng hạn, mình sẽ chọn cô này là tả chi tiết về đầu tóc tuổi tác này, sau đó ngoại hình các thứ cảm xúc. Thì mình sẽ tả như sau. Đây. Vị trí đúng không? Vị trí là gì ạ? On the right of the picture. Còn nếu mà ví dụ trong trường hợp thì cô ngồi ở cái chỗ này thì có thể là ở trung tâm. Ở trung tâm thì thực ra ngồi cô ấy ngồi thiên bên phải bức tranh hơn. Đúng không? On the right of the picture. I can see. See. Hoặc là chúng ta đã giới thiệu khái quát lúc đầu tiên là có một giáo viên và năm học sinh rồi thì mình sẽ nói luôn đó, that is the teacher luôn, bởi vì lúc đầu tiên mình nhắc đến rồi, bây giờ mình chỉ cần gì ạ, nhắc lại thôi. Khi mình nhắc lại thì mình không cần phải nói mạo từ ô nữa mà dùng luôn the, đúng chưa? Ta sẽ nói luôn bên phải bức tranh đó chính là cô giáo, chưa? Đấy, who is nói tuổi này, who is about. Đấy, hoặc là who is in her 20 chẳng hạn. Đây là cách nói tuổi thứ hai. Vừa nãy chúng ta nói là ví dụ 40 tuổi chẳng hạn thì mình sẽ nói là he is 40 years old, hoặc là he is about 40 years old. Còn bây giờ khi mà mình muốn nói là cô ấy ở trong cái độ tuổi 20 ấy, tức từ 20 đến 29 tuổi, mình lấy ví dụ 28, 29 tuổi, 25, 26, 27 gì đó, thì các bạn có thể sử dụng cái cụm từ là in her cộng với lại cái tuổi đó, được chưa? On the right of the picture, that is the teacher who is in her 20s. Đó. Thì đây lúc này chúng ta đã nói về tuổi xong rồi, người ta nói về ngoại hình, đầu tóc cô này trông cô có xinh không đúng không? She is beautiful. With her, là nói về tuổi, đây là đầu tóc này. With her, cái tóc cô này cũng khá là dài thì mình cũng thấy là long brown hair.
Đấy. Xong tả về liệu ngoại hình với quần áo này. She is wearing. Thay vì nó là she's wearing, các bạn có thể dùng cụm từ là having on. Vừa đây chúng ta nói với là wearing rồi, bây giờ là having on. She's having on. Áo của cô này thì các bạn có thể nói dùng cái từ top. Và cái áo này gọi là top, tại kiểu là áo của nữ mà nó hơi nỉ nỉ một chút. Nhìn kỹ thì nó là áo len. Đấy. Trong trường hợp đó là không phải là áo len, nó là áo nỉ hoặc là áo mà kiểu rất là mỏng ấy, mặc mùa thu ấy, các bạn có thể dùng từ top. Còn nếu mà các bạn muốn dùng từ áo len thì nó dùng từ sweater. Vấn đề là ấy, nếu các bạn chỉ nói là she's having on the sweater thôi thì điểm của bạn nó chưa tốt đâu ạ. Thì ta đưa thêm tính từ vào bài này, họ chấm các bạn là chấm từ vựng. Vậy mình sẽ nói là she's having on cộng với cái gì ạ? Ví dụ màu sắc là blue này, chợ long sleeve là áo của cái áo len dài tay màu xanh da trời. Chợ. Đấy, thì hai tính từ mình đặt ở đây đó là tính từ blue và long sleeved, tức là dài tay, thì điểm của bạn sẽ tốt. Đó. She's having on a blue long sleeved sweater. Đó. Sau đó thì sao? Là cô ấy xong rồi về tuổi này, bây giờ chúng ta xem hoạt động là cái gì, đúng không? Đó, chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái một thôi. Khi các bạn ở nhà các bạn tập tả mà chúng ta tả theo cái hướng như thế này thì nó sẽ không bao giờ bỏ sót cái gì cả. Chúng ta cứ tập trung mình tả thôi, đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ nói tiếp xem là hoạt động cô đang làm là gì, đúng không? She is seeing, đúng không? Hoặc là looking at her student who are drawing hoặc là who are painting. Painting. Painting pictures. Có một điểm là như thế này, vì cô đang làm cái gì ạ? Đã, cô đang làm cái việc là ngồi, cô đang xem học sinh của ấy. Còn cụ thể hơn thì các bạn có thể nói là she's sitting at the table and nhá. Đây. At a table. Đã, cô đang ngồi ở một cái bàn và xem quan sát cái gì ạ? Học sinh cô ấy vẽ tranh. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ xác định cô ấy là vị trí trung tâm rồi, ta sẽ tả những cái người xung quanh cô ấy chính là những cái học trò cô này. Vậy tả học trò có cần phải tả chi tiết đầu tóc quần áo của từng đứa trong một trong năm đứa này không? Câu trả lời là không. Bởi vì á, các bạn chỉ có 1 phút thôi và 1 phút thì không thể tả lần lượt từng người như vậy được, thì các bạn phải tả 30 phút cho 1 phút cũng không thể xong được, đúng không? Around her. Đã. Đã. I can see her student who are about 5 years old. Đã. Chúng ta chỉ tả chung chung là chỉ có 5 đứa trẻ đang ấy thôi. They are painting picture. Painting very happily. Chúng ta đang vẽ một cách rất là vui vẻ. Chạ. Đó, thế này là xong toàn bộ về người rồi đấy các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nói về vật một chút. Nói về vật thì các bạn sẽ thấy đấy. Vật theo quy tắc ấy, sau khi các bạn tả được vị trí của người là cô này bên phải này, hoặc là bên ở trung tâm này, xung quanh cô này là 5 đứa đấy, xong rồi này. Bây giờ tả đến vật. Quy tắc tả vật là chúng ta xác định vị trí của các vật. Ở đây các bạn nhìn thấy cái bàn này, đằng sau các bạn nhìn thấy giá sách này. Vậy đằng trước bức tranh thì chúng ta có cái cụm từ là in the foreground, đúng không? In the foreground là đằng trước cái bức tranh này, các bạn có thể thấy cái gì? Các bạn sẽ nói ạ. Điện. I can see a table. Đấy. On which, trên cái bàn có rất nhiều cái gì các bạn nói ra. On which there are a lot of things such as color box, rất là nhiều các hộp màu này, color boxes, gì đó, some paper, some brushes, một vài cái bút vẽ chẳng hạn, lại vân vân. Kể cái gì các bạn thấy cái gì các bạn kể ra của bạn. Add a cup. Đấy. Plastic cup chẳng hạn. Đó. Các bạn nhìn thấy cái gì các bạn kể ra nhé. Các bạn nhìn thấy cái gì các bạn tả ra. Các bạn nhìn thấy cái gì các bạn liệt kê ra. Bây giờ đằng sau bức tranh này. Đấy. Như mình vừa mới nói các bạn là đứng trước bức tranh sau rồi nhé.
đúng không? Either foreground xong rồi này, either background này. Background chính là cái gì ạ? Cái phía đằng sau bức tranh này này. Đây. Cái phía ở đằng sau này gọi là either background. Chợ, phía đằng trước gọi là either foreground. Either background thì các bạn sẽ nói như thế nào? There is gì? Có hai cách, một là đằng sau bức tranh nhìn thấy cái gì gọi là gì? Either background I can see hoặc là there is. Ok, there is a bookshelf. Đó. Cái giá sách này màu gì các bạn đưa luôn màu sắc vào giúp mình nhé. There's a red bookshelf. Yeah. Where there are a lot of books. And toys. Yeah. Thấy không? Đó, thế các bạn sẽ thấy là gì ạ? Khi mà chúng ta tả, thấy có thể tả đằng trước, đằng sau bức tranh này. Đó, nguyên tắc tả bức tranh nó sẽ là như vậy. Thì nó nói rất là chi tiết. Các bạn nào mà vào xem sau mà chưa xem được thì các bạn có thể quay lại kênh YouTube Tutor English để các bạn xem nhé. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn tiếp này. Đây là một bức tranh nữa này. Mình sẽ chuyển sang bức tranh tiếp theo. Đó là cái bức tranh về gia đình. Chưa? Nào, cách tả tranh ấy, đầu tiên là các bạn khái quát cái bức tranh này. Chưa? Xem ai đang làm gì ở đâu. Sau đó thì đến vị trí vừa nổi bật nhất, tuổi tác, ngoại hình, quần áo, đầu tóc. Rồi khái quát bức tranh này chúng ta sẽ khái quát như sau ạ. Looking at the picture, I can see a dining room. Mình lấy ví dụ như là mình lấy một phòng ăn chẳng hạn. Mình sẽ sử dụng cái cách mình sẽ sử dụng cái cách khái quát là bắt đầu bằng một địa điểm. I can see a dining room where. Như này điểm của bạn sẽ tốt hơn vì bạn sử dụng được mệnh đề quan hệ where này, các bạn thấy không ạ? Looking at the picture, I can see a dining room where there is a family having breakfast. Nhìn thấy một gia đình, nhìn thấy một cái phòng ăn nơi của một gia đình đang ăn sáng. Đó, thì đây là một câu khái quát rất là cơ bản. Tiếp theo thì theo cái cách tả tranh là chúng ta sẽ đến bước thứ hai á. Đây là bước 1 này. Được chưa? Bước 1 này. Bây giờ đến bước thứ hai là các bạn phải tả chi tiết. Và không bao giờ được phép quên khi tả chi tiết. Đó là gì ạ? Vị trí. Được chưa? Vị trí. Ở đây các bạn nhìn đến đây này. Ví dụ vị trí của hai cái người này là trung tâm bức tranh này. Vị trí của bạn này, của người mẹ là bên phải bức tranh chẳng hạn này. Con gái thì là bên trái bức tranh chẳng hạn. Thì các bạn có thể chọn một, các bạn chọn người bố này, bạn là ở giữa bức tranh này. Hoặc là bạn chọn người mẹ bên phải bức tranh các bạn tả. Nói chung bạn chọn ai cũng được. Nhưng mà theo mình ấy, chỉ chọn một nhân vật để các bạn tả chi tiết thôi. Chứ bạn đừng tả hết cả bốn cái người này chi tiết thì không biết đến bao giờ mới hết hết được cái thông tin thì các bạn có thể tả được. Chưa? Nào bắt đầu này. Ở đây mình sẽ nói là gì ạ? Ở đây mình sẽ nói là all the mình sẽ chọn người mẹ để mình tả chi tiết trước nhá. Vậy gì này? Có thể các bạn chọn người bố, chọn ai cũng được nhá, tùy các bạn. On the right of the picture. Sure. I can see. Hoặc là vì các bạn là đầu tiên các bạn liệt kê đến đó, là các bạn giới thiệu nó một gia đình rồi. Dạ. Những cái người này nằm trong gia đình rồi, vậy khi các bạn nói các bạn có thể sử dụng luôn là ở bên phải mình nhìn thấy ai luôn, đó là ai luôn, hoặc là tôi nhìn thấy người mẹ luôn, đúng không? That is the mother. Yeah. Đó chính là người mẹ. Yeah. Who is about, các bạn nhớ không? Vẫn quy tắc cũ thôi, các bạn tả tuổi. Who is about 35 years old chẳng hạn, khoảng 35 tuổi chẳng hạn. Years old. She is pretty. Khá là xinh. Với mái tóc như thế nào? She's pretty with her. Ở đây her wavy gì ạ? Wavy
mái tóc hơi 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 lượn sóng một chút đấy. Hãy wavy brown hair, hãy quạt đưa các tính từ vào nhé. Cô ấy trông khá là xinh với cái mái tóc gì ạ? Màu nâu lượn sóng. Đó, thì đây chính là tả của cô này. Bây giờ tiếp tục cô ấy mặc cái gì? Chợ. Cô ấy mặc cái gì thì she is wearing hoặc là having on or putting on thì đó. She is wearing on a t-shirt. Cô ấy đang mặc một cái áo gì ạ? Cô ấy đang mặc một cái áo màu gì đây? Một cái áo sơ mi, à một cái áo phông đúng không ạ? Khi các bạn nói là cô đang mặc một cái áo phông ấy thì các bạn sẽ thấy là nếu mà chỉ có nói mỗi là cô đang mặc cái áo phông ấy thôi ấy, thì cái band điểm của bạn nó không được tốt, bởi vì là các bạn chưa có đưa cái tính từ miêu tả vào. Miêu tả ở đây có màu sắc này, áo ngắn hay áo dài này, áo có cái họa tiết gì này thì cho đưa vào miêu tả. Thì đây cô đang mặc một cái áo phông đúng không ạ? Áo phông màu tím thì mình sẽ có cái từ màu tím là purple. Đã. Thế còn nó ngắn tay hay nó dài tay thì các bạn thấy đây nó dài ngắn tay đúng không? Chúng ta dùng là short sleeve. Vừa nãy chúng ta có cái từ là long sleeve tức là dài tay rồi, thì bây giờ chúng ta dùng cái từ short sleeve là ngắn tay. Đã, thì mình sẽ nói gì ạ? She's wearing a purple short sleeve t-shirt. Ok. Tiếp theo đến hoạt động, đã lần lượt từng được từng bước một thôi, cái tả chi tiết ngoại hình quần áo rồi đến hoạt động và cảm xúc đúng không ạ? Cảm xúc thì các bạn có thể là tả cảm xúc chi tiết của cả cái gia đình này như thế nào. Còn bây giờ ấy, mình muốn nói đến hoạt động thì mình sẽ nói luôn là bà ấy đang làm cái gì luôn đúng không ạ? She is drinking orange juice and looking at it. And she's looking at it. And she's looking at her daughter, who is sitting opposite to her. Đang ngồi uống nước cam và gì ạ? Và ngắm nhìn. Đấy. Ngắm nhìn ai ạ? Con gái của ấy, người phải ngồi đối diện đúng không ạ? Sitting next to her. Tại vì sẽ nói tiếp ngồi bên cạnh của cô ấy thì mình còn nhìn thấy ai nữa? I can see her husband and her son. Đấy. They are all having súp hoặc dòng nước đồ gì đó, mình cảm giác họ đang súp gì đấy. And yeah, I guess, tôi đoán đúng không? They are having a good time. Bây giờ mình đưa câu cảm xúc này vào này, câu cảm xúc mình tách hẳn đoạn ra cho các bạn dễ gì. Đấy. Ở đây mình sẽ đưa cảm xúc vào. And I guess they're having a good time because, okay, most of them are smiling. Yeah. Tôi đoán là họ đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời vì, hầu hết mọi người ở cái gia đình ở đây đều đang cười. Yeah. Đây là chúng ta đã đưa tả được hết người rồi, người phụ nữ này là trung nhân và trung tâm, sau đó đến gì ạ? Những người xung quanh này đúng không? Chồng này, hai con này, vân vân. Thế thì sau khi tả hết về người rồi thì chúng ta sẽ nói đến gì ạ? Nói đến vật. Vật đấy các bạn nhìn thấy nổi bật nhất đây là trong cái phòng ăn này này. Đó là cái gì ạ? Đó là cái bàn ăn này. Gồm có rất là nhiều thứ ở trong cái bàn ăn này. Thì cái lời khuyên của mình là các bạn nên tả chi tiết hết tất cả những cái đồ mà các bạn nhìn thấy. Bạn gọi được tên. Thì như vậy thì cái từ vựng của bạn ấy, cái điểm từ vựng của bạn nó sẽ rất là tốt. Dạ. Thế các bạn nhìn thấy cái gì thì con sẽ liệt kê ra đúng không? In the foreground. There is a table on which, có một cái bàn, trên cái bàn này các bạn thấy gì ạ? On which there I can see a lot of things, hoặc là a lot of stuff. Stuff là rất nhiều thứ đúng không? Such as, yeah, some glasses of
một vài cái cốc rượu nước cam, thì cốc cốc nước cam ví dụ cái từ là glasses. Glass là cái cốc này các bạn nhìn này, đây là cốc này. Chợ. Đây là cốc nước cam này, cái cốc này thì dùng từ glass. Còn cái chén uống trà ấy, hoặc cái cốc nhỏ nhỏ dùng từ là cup. Thế trong trường hợp này nhiều bạn bảo là some cups of orange juice sẽ không hợp lý, ví dụ là some glasses of orange juice. And some apples, một số quả táo đây. Some the bowl, một cái vài bát súp này, of soup. And a big jar of the milk, một cái hũ ấy, đây, cái bình rất là to, bình sữa rất là to, đó. A dish of sandwiches. Thì một đĩa gì ạ? Một đĩa, bạn để đây một đĩa gì? Sandwiches. Đấy, một đĩa bánh sandwich. Chạ, đây là đồ. Và đây là đằng trước cái bức tranh. Lời khuyên của mình là cái hết ra. Có cái gì bạn không biết thì thôi nhá. Không phải là vì mình không biết là mình cứ cố mình ngồi mình nghĩ là cho thời gian nó trôi đi rất là phí. Chạ, không biết thì bỏ qua, không vấn đề gì cả. Bây giờ mình tả đằng sau bức tranh này. In the background. Tả đằng trước xong rồi thì bây giờ mình tả đến đằng sau bức tranh. Đằng sau bức tranh các bạn nhìn thấy gì? Được không? I can see a sink and a tap, a window, something, a big window. Đưa tính từ vào. Được không? Có một vài thứ gì đó nữa nó khá là nhiều mà chúng mình không nhớ được ấy. Thì các bạn có thể là điểm bỏ qua. Chưa? Rồi. Đây là cái bức tranh số 3 đấy, đúng không ạ? Bức tranh này là bức tranh tả về gia đình. Tranh nói chung là nếu mà tranh tả về gia đình muốn có rất là nhiều thứ thì ở đây thì rất là dễ tả, không có cái gì cả, không có cái gì phức tạp. Thế còn nếu mà những cái tranh mà nó nhiều người, chợ đây tranh như này chẳng hạn, nhiều người chúng ta cần phải suy nghĩ xem tả như thế nào. Đó. Thì mình cũng sẽ vẫn tiếp tục với cái cách tả trước đó thôi các bạn. Rồi nào bắt đầu này. Chúng ta sẽ khái quát cái bức tranh này trước. Thì cái bức tranh các bạn thấy là gì ạ? Ở đây á, nó là một cái giải marathon nào đó, đúng chưa? Một cái giải chạy nào đó. Cuộc thi chạy, mình gọi như vậy cho dễ hiểu đi. Một cuộc thi chạy này. Và ở đây có rất là nhiều người. Và trong cái bức tranh này á, thì chỉ có mấy người là nhìn rõ nhất là 1, 2, 3, 4 người nhìn rõ nhất. Còn những người đằng sau này thì người thì nhìn thấy mặt, người thì nhìn thấy người đầu. Nói chung là không nhìn rõ lắm. Còn ở khu vực này là cái gì thì mình cũng không không biết, dạ. Mình không rõ đây là cái gì luôn, bởi vì đây không biết là có phải là một cái sân vận động không này, hay là đây có phải một cái công viên không. Nhìn khá là nhiều cỏ và cây thì có thể đoán đây là một cái công viên, mình lấy ví dụ như vậy. Thế còn trong trường hợp mà các bạn không đoán được là cái gì thì chúng ta có một cái từ nó khá là hay, đó là một cái không gian mở, dạ. Đó là một cái không gian mở thì các bạn có thể nói như thế này. Looking at the picture. I can see an open air space. Open air space có nghĩa là một cái không gian mở. Ok. Where, chúng ta dùng trạng từ quan hệ where đúng không? Where there are a lot of people. Ok, joining. À, trong trường hợp các bạn không biết một cái cuộc thi chạy gọi là cái gì nhá, thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ là running luôn. Chưa? Đây, a lot of people running. Như thế này. Còn trong trường hợp các bạn biết đây là cuộc thi chạy thì có nói là gì ạ? A lot of people. Chưa? Joining. Tham gia a running. Running competition. Cuộc thi chạy này.
Chưa? Rồi, đây là cách khái quát cái bức tranh, các bạn thấy không ạ? Khái quát cái bức tranh, bởi vì rất là nhiều người, các bạn thấy không ạ? Có hàng chục, hàng trăm người chúng ta không có thể đếm được hết. Vậy không thể nào mà chúng ta đi, chúng ta ngồi đếm là à, bức tranh này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 người đang tham gia giải chạy được, không phải. Chúng ta không nói được như thế. Đó. Cái cách khái quát bức tranh của mình rất là đơn giản. Một là các bạn biết được cái địa điểm, nó là cái địa điểm nào thì các bạn khái quát bằng mệnh đề que như thế này. Cách khái quát thứ hai á, là các bạn có thể không sử dụng mệnh đề que mà các bạn sẽ sử dụng luôn là chúng ta sẽ sử dụng người luôn, đúng không ạ? When I look at the picture hoặc là when looking at the picture. Right, the photo cũng được nha các bạn. Đấy. I can see a lot of people hoặc là plenty of, đúng không? Rất là nhiều người, đúng không? Plenty of people. Đấy. Cái từ tham gia chạy hoặc là chạy ấy, thì có thể luôn là gì? Running in a park. Đó. Thì đây là một cách khái quát thứ hai, nó cũng rất là đơn giản, để các bạn thấy không ạ? Nó đơn giản lắm. Đây. Trong trường hợp mà các bạn cảm thấy không có những cái từ vựng cảm thấy nó chưa biết là cái gì thì các bạn có thể khái quát theo cái dạng gọi đơn giản như này thôi. Nhìn khi nhìn bức tranh thì tôi có thể thấy rất là nhiều người đang chạy trong cái công viên hết. Chạy. Còn nếu trong trường hợp các bạn đoán đây là một cuộc thi chạy thì các bạn sẽ liệt kê đi theo cái cách thứ nhất, chạy đi theo cái cách này là khái quát theo cái cách như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta đến phần thứ hai là tả chi tiết. Cái bức tranh này nó rất là nhiều người, vậy chúng ta có làm thế nào? Thì cái nguyên tắc chung á, là chúng ta vẫn là sao ạ? Nguyên tắc chung là chúng ta vẫn gì ạ? Vẫn chọn những nhân vật chủ chốt trung tâm để các bạn tả. À, có hai cách chọn, một trong trường hợp này các bạn có thể rất là nhiều nhiều cái nhân vật các bạn chọn được, một là chọn cái cậu bé này, chọn bà mẹ này hoặc là chọn cái bà già này, bạn chọn ai cũng được. Mình sẽ chọn cái bà già này cho nó khác biệt một chút, đúng không ạ? Nào, chúng ta sẽ tả cái bà già này nhá. Cái bà này hơi già một chút đúng không ạ? Thì bà ấy nằm ở trung tâm của bức tranh thì sẽ đó là gì ạ? In the center. Bao giờ cũng nhớ là gì ạ? Phải có vị trí. Các bạn thả thiếu một cái thôi là nó đã sợ, nó đã hỏng rồi đúng không? Thiếu cái vị trí thôi là nó đã hỏng rồi. In the center of the picture, I can see an old woman. Tại mình nói luôn là cái bà nó già rồi. Who is about bà ấy cũng phải tầm khoảng 65 tuổi gì đó, đúng không? 65 years old. Tả xong người nhìn thấy bà đấy ở vị trí nào này, tuổi xong rồi đến gì ạ? Ngoại hình đúng không? Bà có cái mái tóc màu gì ạ? Màu trắng. Ngắn hay dài thì các bạn sẽ nói luôn đúng không? Ngắn hay dài cho vào trước, màu cho vào sau. Đấy. She has short white hair. Đó. Bà ấy có mái tóc ngắn màu trắng. Và đang mặc diện she is wearing. Mình chả quên cái bước nào cả và khi mà mình cứ tả lần lượt như vậy thì không bao giờ sợ cháy thời gian. Tức là hết giờ, bao giờ sợ hết giờ vì mình đã tả theo một cái format, một cái cách chúng ta đã lập trình rồi, chúng ta cứ track nào chúng ta cũng tả như vậy thôi, thì cái cách tiếp cận track của bạn rất là dễ. She's wearing rồi chúng ta lại bàn tiếp này, màu này, ở đây là một cái áo màu cam thì mình sẽ ghi là orange. Đó. Áo phông màu cam này. Đó. Các bạn có thể sử dụng cái tính từ vừa nãy mình nói là short sleeve hoặc long sleeve, có nghĩa là ngắn tay hay dài tay. Chưa? Một số bạn bảo là áo phông rồi nó là ngắn tay rồi sao phải cho short cho long sleeve vào nữa, nhưng mà thực ra là có những cái dạng áo phông dài tay đấy các bạn, là chưa, và khi các bạn cho vào được thì từ vựng các bạn nó sẽ ban từ vựng các bạn sẽ tốt lên thôi. Em và cái quần nhá, như cái quần chúng ta không gọi là a shorts hay là a pants mà các bạn sẽ nói là a pair of, a pair of shorts black short, mình cho màu sắc vào. Đó, ví dụ như thế này. Chưa? Đây. She's wearing an orange short sleeve t-shirt and a pair of black shorts. Bây giờ nói tiếp bà đang làm gì? She is running on a race.
đang chạy trên một cái đường chạy đấy, hoặc là các bạn thường nói là gì, đang chạy trên trên đang chạy cùng với with her. Ở đây có thể là her friend and her gì, daughter. Chúng ta đoán thôi. Thế thì bây giờ ấy, cái câu hỏi đặt ra là chúng ta đoán thì ta phải đưa cái từ gì vào? I think. Dạ. Và khi các bạn đưa cái từ I think này vào thì chẳng có vấn đề gì cả. Kể cả là cái bà này không phải là con gái của bà đấy cũng chẳng sao. Đây là bạn của bà, đây là con của bà ấy, cháu của bà ấy, chẳng vấn đề gì cả. Đấy. Ở đây khi ta đưa được từ vựng vào thì nó sẽ thể hiện việc là gì, từ vựng các bạn đã ok không có gì cả. Tôi nghĩ rằng là cô ấy, bà đang chạy cùng với bala bala, chạy cùng với ai, với bạn của bà ấy và gì, và con gái của bà ấy. Đây, bà là con gái, mày đoán. Đấy. Đoán không có vấn đề gì cả nhé, không sao. Đó, thế xong bây giờ chúng ta sẽ nói cái gì? Tả bà này chi tiết xong rồi thì mình sẽ nói tiếp là xung quanh của bà đấy, đúng không ạ? Around her. Có rất là nhiều người cũng đang chạy. There are a lot of people who are running through. Rất nhiều người đang chạy. Đó. Tôi đoán, đúng không? I guess this is chậm. Ở đây là một cái giải chạy nhỏ, small. Hoặc là các bạn đoán, tôi đều đoán một cái cuộc thi, đúng không? Running competition. Tại sao vì nó là small? Bởi vì á, nếu một cuộc thi chạy chuyên nghiệp thì nó sẽ tổ chức gì rất là chuyên nghiệp cơ. Đây không phải đeo biển tên với gì cả. Dạ, chúng đoán không vấn đề gì hết. Đó. Thế xong rồi ở đây thì các bạn đã thấy là trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng không có cái gì để các bạn tả tiếp cả. Ví dụ là cỏ này, hay cát này, hay là cây cối này, thì các bạn có thể nói tiếp là gì? In the, đây các bạn tả một chút cây. In the foreground, tức là đằng trước bức tranh. Đấy. Hoặc là on the right of the picture, đây bên phải bức tranh này, thì rất là rõ đó. Right of the picture, I can see a tree, little tree. Đấy, bên phải bức tranh thì nó có cái cây rất là nhỏ, nhỏ xíu. Rồi các bạn có thể kết tranh hoặc không kết cũng chẳng sao cả, bởi vì có một phút đến đây là các bạn đã tả rất là nhiều rồi nhé, đã tả rất là nhiều người rồi. Ở trên này mình mình muốn nói một điều nữa này, có rất là nhiều người khác nhau này, đây. Có nhiều người này ở các độ tuổi khác nhau. There are a lot of people of different ages. Ta bổ sung different ages tức là gì ạ? Có rất là nhiều các cái rất là nhiều người ở các độ tuổi khác nhau đang tham gia gì chạy. Và tôi đoán đây là một cuộc thi chạy thôi. Đã. Nếu mà trong trường hợp các bạn cảm thấy là cái từ small này nó không được hợp lý, bạn nên bỏ đi được nhá. Tôi đoán đây là một cuộc thi chạy thế thôi. Thế là con kết thúc. Đã, kết thúc cái bức tranh này. Mình sẽ tả thêm bức tranh nữa. Rồi, tả thêm bức tranh nữa cho các bạn xem. Còn bức tranh nào không nhỉ? Thì là hết rồi. Bây giờ mình chỉ chuẩn bị đâu có 3-4 bức tranh nữa thôi. Hết tranh. À, hẹn gặp lại các bạn vào buổi livestream tiếp theo. Một cái buổi khác mình sẽ hướng dẫn các bạn. Nếu mà các bạn muốn hướng dẫn kỹ năng nào khác, ví dụ như là đọc này hoặc là một cái phần nói nào khác đó, thì các bạn thể comment và mình sẽ hỗ trợ. Mình thì chuyên về B1 Cambridge, B1 B2 Cambridge. Trong trường hợp các bạn tả tranh này hoặc là các bạn thảo luận này, Part 1 hoặc Part 4 gì đó, các bạn đang gặp vấn đề hoặc là đơn giản là phần reading. Rất nhiều bạn ấy thì các bạn sẽ chọn học Cambridge, B1 Cambridge trước để chúng mình tạo được cái nền tảng. Không phải là các bạn chỉ cần lấy chứng chỉ đâu, các bạn có thể học lên cao hơn nữa, ví dụ như lên IELTS đó. Thì đầu tiên ấy, thì để có được cái nền tảng trước thì các bạn có thể nên học cái B1 Cambridge này trước, bởi vì là nó sẽ dễ dàng cho các bạn hơn. Nó chưa bập vào những cái cụm từ, những cái từ nó khó, ngay lập tức các bạn đã có một cái nền tảng, các bạn thấy tự tin hơn trước đã. Nếu các bạn có nền thì các bạn học cái gì nó cũng được. Còn trong trường hợp mà các bạn học thẳng luôn vào
cái chứng chỉ các bạn mong muốn, ví dụ như IELTS chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là sẽ hơi sốc một chút bởi vì là kiến thức khá là nặng, đúng không ạ? Còn trong trường hợp này, với những bạn mà muốn giao tiếp thông thường nhé, mình khuyên các bạn nên học B1 Cambridge, bởi vì đây là một cái chứng chỉ mà đánh giá về cái năng lực giao tiếp của bạn thông thường. Khi mà các bạn giao tiếp ổn đó, thì cái chứng chỉ này nó khi các bạn đạt được thì là nó thể hiện cái việc mà bạn có thể giao tiếp được tiếng Anh trong cuộc sống cơ bản nhất, đúng không ạ? Đây ví dụ như tả tranh này, một cái đề bài nó bảo là tả một bức tranh, thì thực ra khi mà chúng ta kể lại một cái câu chuyện nào đó hoặc là nói về một cái gì, điều gì các bạn nhìn thấy, đúng không, thì đấy cũng là một dạng tả tranh. Và hoặc là trong cuộc sống thì người ta cũng hỏi những câu rất là thông thường trong cuộc sống của bạn thôi, thích làm gì, thời gian rảnh rỗi này, rồi thích xem phim không này, rồi nói về người bạn này, vân vân. Thì tất cả những câu hỏi như vậy là những cái câu hỏi của giao tiếp nhé, câu hỏi của giao tiếp. Thế và ở cái phần này thì họ cũng yêu cầu các bạn là viết thư hoặc là viết các bài báo ngắn khoảng 100 từ. Thì cái việc yêu cầu viết thư hay viết bài báo nó là rèn luyện khả năng viết lách của bạn. Ví dụ các bạn có trao đổi thư từ email trong công việc với đối tác của bạn ấy, thì ví dụ như các bạn đã biết cách viết thư rồi thì nó sẽ rất là dễ, đúng không ạ? Các bạn trao đổi thư từ email thì các bạn sẽ biết được là à, mình viết thư như thế này, viết thư như thế kia. Đã, thì nó cũng phục vụ cho cuộc sống công việc của bạn thôi. À, ngoài ra thì cái phần đọc hiểu ấy, nó có phần reading, phần đọc hiểu của nó ấy, thì trong cái phần đọc hiểu ấy, nó không có quá nhiều những cái từ quá là khó và học thuật, mà nó thông thường là những cái thông báo đấy, hoặc là những cái bài câu chuyện này, hoặc là kể về những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mọi người, và ở cái dạng bài báo. Thì khi các bạn đọc những cái đó, nó cũng sẽ rất, nó hỗ trợ các bạn rất là nhiều trong cái phần là mở rộng cái cách chúng ta cái mở rộng cái từ vựng của chúng ta này, và xử lý cho các bạn những cái đoạn báo cũng là những cái đoạn thoại ngắn mà các bạn có thể đọc được trong cuộc sống. Đã. Còn chắc chắn là phần nghe thì nó sẽ giúp các bạn nghe tốt hơn rồi, vì bản chất cái phần nghe là người ta có những cuộc hội thoại ngắn giữa hai người trong cuộc sống, ví dụ như là mai đi cắm trại cùng tao không này, rồi cuối tuần làm gì này, vân vân. Đã. Hay là mấy cái này thì tao nên chọn cái nào, vân vân. Thì đó cũng chính là cái phần mà giúp các bạn có thể nghe được thôi. Nếu các bạn cảm thấy nghe IELTS nó đang quá là khó với mình thì các bạn hãy thử trước, thử với cái B1 này trước nha, thử với Cambridge B1 PET này trước. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video. Goodbye and see you again. Xin chào và hẹn gặp lại.